Chiều qua, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quân khu 5 vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng nhằm thống nhất các nội dung trong lãnh đạo triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021. Cuộc diễn tập lần này diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn. Vì vậy, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động phối hợp với Sở Y tế thành phố xây dựng các kế hoạch kịch bản phòng dịch, dự kiến tình huống có sự xuất hiện các trường hợp F0 trong lực lượng tham gia diễn tập, đề nghị quân khu 5 hỗ trợ về lực lượng phương tiện y tế trong thời gian diễn tập. Trước mắt, quân khu sẽ điều 4 tổ quân y từ sư đoàn 315 và bệnh viện quân y 17, sẵn sàng tăng cường triển khai tiểu đoàn hóa học 78, phun thuốc khử khuẩn các khu vực diễn tập. Các lực lượng tham gia diễn tập được tổ chức xét nghiệm tiêm vaccine đầy đủ, chặt chẽ và tuân thủ đúng các quy định phòng dịch, khẩu trang, sát khuẩn.